Để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em có đến đây để ghi hình cũng như là báo giá một cái đôi bò cái tơ của chú anh chị và các bạn. Một cái đôi bò này thì anh chị chúng ta xem về ngoại hình của nó đi. Về ngoại hình thì nó cũng tương đối khá là đầy đạm. Bò này em chấm được một điểm là nó quá dễ của chú anh chị và các bạn. Bò cái tơ. Cái bò này nó dễ ngay cả cái nước ăn luôn. Hồi nãy em vô chuồng em thấy nó rồi. Nó ăn dễ cực kỳ. Về ngoại hình thì đầy đạm, anh chị thấy bò mấy con bò mà thân hình nó đầy đạm như thế này á, thì anh chị biết là nó không có kén ăn đúng không? Và cái thứ hai thì hai con bò này với một cái đòn khá là dài. Anh chị coi đi, đòn dài lắm. Hai con này là hăng cái tơ ha, mình nuôi tầm khoảng từ 3 tháng nữa bắt đầu có phối tinh rồi đó. Bò này thì chiều cao nó khoảng tầm 1m27-28 bò. Cái tầm 13-14 tháng bò. Dậu yếm rúng nè, anh chị coi đi. Đó, dậu yếm rúng chân móng nè. Đấy. Móng thì là móng sò nha anh chị nha. Dậu yếm rúng chân móng nè. Đây, chân sau. Và đôi bò này thì cái giá thì em cũng thương lượng với lại chủ bò rồi, nó cũng hợp tình hợp lý thôi chứ cũng không phải là mắc. Đó anh chị. Giá thì cũng khá là hợp lệ cho bà con cô bác anh chị ở gần xa chúng ta có thể mua về chúng ta nuôi làm bò nền. Về sái tích, về ngoại hình của con bò này thì sái nè. Anh chị xem, sái mặt thì nghiêm chỉnh, sái lưng cũng nghiêm chỉnh. Đó, màu lông da thì thuộc về dòng bò Bosin. Thì nó có cái màu đặc trưng là bánh mì khét. Còn cái con bơ kế bên đây nè. Con này ai chê chê chứ em nói con bò này ngon. Con bò này sau này nó mát sữa. Thấy sao? Nó thì thuộc thể cái thể loại mà lai màu khú nè. Khú đen á. Anh chị coi giò cũng đen, mặt cũng đen, lưng cũng đen, mà đít mông cũng đen, rúng cũng đen ha. Con này sau này nó mát sữa dữ lắm. Nếu như mà anh chị nào mà đã từng nuôi cái dòng này rồi á thì nói là anh chị biết liền. Em nói thiệt sự mà nói, lên cái chương trình của em không bao giờ mà em mở miệng mà em nói chuyện tào lao. Khán giả người ta đăng ký cái kênh của mình biết bao nhiêu ngàn người. Anh chị nghĩ cái kênh mà với một cái lượng subscribe khoảng 50.000 người đăng ký thì anh chị biết cái mức độ mà uy tín như thế nào và cái mức độ mà nói về những sản phẩm như thế nào. Ở đây em bán những cái con bò này cho anh chị là sẽ được, anh chị sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, kiểm tra về ngoại hình, kiểm tra về chân móng, kiểm tra về tình trạng đi đứng rồi mới thanh toán tiền. Ở đây em vẫn ship bò đi được ở các tỉnh nha. Vẫn ship bò đi được ở các tỉnh. Và đôi bò này tầm khoảng 13-14 tháng bò thì anh chị mua về nuôi tầm khoảng từ 3-4 tháng sau bắt đầu có phối tinh. Chiều cao của hai con bò này thì nó sẽ dao động tầm từ 1m27-28 bò rồi ha anh chị nha. Đó, về ngoại hình rất là đầy đạm. Nhiều khi anh chị chúng ta đi ra ngoài đường, anh chị bắt gặp được những cái con bò mà nó ăn cỏ ở cạnh mé đường đó. Đó, thân hình nó với một cái khung xương, khung tàn lồi lõm thì mấy con bò đó thuộc về nó thiếu ăn, với lại nó không có ăn tạp nên nhìn nó mới ốm, nó mới gầy. Còn đối với những cái con bò đầy đạm lưng vai như thế này thì mấy con bò này cái nước ăn của nó tốt dữ dằn, anh chị mua về mình nuôi không có sợ đổ nha anh chị ha. Ở đây thì bò này nó cũng dễ thôi. Rất là tiện cho cái việc mà chúng ta chăm sóc, rất cái tiện cho cái việc mà chúng ta chăm sóc cũng như là chúng ta hỗ trợ sinh sản gì sao ha. Nói về ngoại hình thì em quay phim cận cảnh cho cô chú anh chị của bạn ta xem đó. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ ngay và liền với em số điện thoại 0383 777 696 để có thể chốt cho mình được những cái con bò này, hoặc là anh chị có thể mua cho mình những cái con bò phù hợp với túi tiền của mình, phù hợp với cái tầm nhìn của mọi người ha. Và giá cả của đôi bò này thì xin chốt giá lại một lần nữa cho anh chị, cái giá là 38 triệu hai con. Mỗi một con có giá 19 triệu, con nào cô chú anh chị bắt cũng được có giá là 19 triệu ha. Và chiều cao thì bây giờ em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị để cô chú anh chị và các bạn chúng ta xác định được
ra ngoài bức tường hoặc là cây cột trước khi mà anh chị chúng ta mua. Mình coi cây con bò này chiều cao ngút nó đo như vậy đó, rồi mình đo ra thử coi ở ngoài cái gốc cây hay là gốc cột hay là cái thềm nhà, cây cột cửa nhà gì đó, mình coi chỗ nào mình dễ hình dung đó, mình đo thử ra mình coi con bò nó như vậy đó, chiều cao tầm đó mình coi mình mua được không. Nè, nãy em đoán chiều cao bò này 1m27 đúng không? Em nói thiệt chứ không phải nói dốc, chứ nhiều khi cái chương trình mà em quay phim nè chính xác là 1m27 đó. Vì cô chú anh chị nói là thằng Út này nó dàn dựng hay là nó đo sẵn để mà lên nó làm chương trình, nó nói cho nó suôn sẻ hay sao. Thiệt sự là không có. Em nói thiệt, nhiều khi em đi đến quay những cái chương trình dùm cho khách hàng đó, bước xuống xe là em quay liền, không hề dàn dựng. Và giá cả của những con bò này thì nói chung là thương lượng để cho bà con cô bác anh chị đạt được một cái mức giá thấp nhất có thể, phù hợp giữa người mua và người bán đó. Nhiều anh nhiều chị điện thoại cho thằng Út nó là sao mà anh điện hoài, em nói em bán rồi mà thật sự có bán hay không, hay là em lên đây là em câu view câu like hay là lừa đảo. Thật sự với mấy anh mấy chị mà nói là em đăng hàng của em lên, em đi review, em bán giùm cho khách hàng như thế này, em không có lấy tiền à. Chủ bò người ta lấy tiền, bán được là người ta lấy tiền. Mắc gì em phải đứng đây em giới thiệu rồi em quay phim nội này kia các kiểu cho anh chị xem để làm gì? Mục đích chính của em là tạo ra một cái nơi để cho anh chị có thể mua bán, trao đổi, không sợ người khác lừa, không sợ người khác gạt mà không phải mất phí. Anh chị thấy không? Nếu như anh chị cảm thấy thích cái chương trình của em thì cho em xin một like như thế này và một đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Và em nhận đi ghi hình, đi quay phim ở các tỉnh miền Tây, miền Đông đó. Quay miễn phí cho anh chị luôn, không có lấy tiền. Đó, còn anh chị nào cảm thấy thích muốn mua hay là muốn bán gì thì anh chị có thể liên hệ với em số điện thoại 0383 777 696. Từ chiều cao về ngoại hình và giá cả của những con bò này thì em đã cập nhật cho bà con cô bác như quý anh chị rồi. Nếu như cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ ngay và liền với em số điện thoại 0383 777 696. Rồi thì bây giờ em cũng xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.